đã đi tới vườn mít, diện tích 2.000 mét vuông, rồi mít Thái nè, thấy đang trò trái rất là sai. Tại địa điểm là ấp 5 Bình Đức, diện tích 2.000 đang trồng mít Thái đang cho trái nè. Mặt tiền là mặt tiền kênh, đường xe 7 chỗ, cách xe tải 70 mét. Chủ đang kêu bán với giá là 900 triệu một công. Các anh chị có nhu cầu thì liên hệ nha. Đây, đây là những mít trái siêu trái, siêu trái luôn, rất là đẹp. Ai cần thì e-boy đi e-box để mình gửi sổ nha. Quá trời trái. Nhìn. Tại ấp 5 Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Sai mê cái. Ồ, trái.